Ok các bạn, nhiều người hỏi mình là làm cây lũa như thế nào ha. Rất là đơn giản, là đây mình chỉ cho cách làm. Tiền sẽ giải quyết được tất cả ha các bạn. Đầu tiên là các bạn phải mua được cây lũa đẹp. Sau đó các bạn mua cái chân. Chân này là các bạn phải mua chân loa hay chân gì đó. Về lấy vít, nó có cái đầu này bắn vô cây lũa ha. Xong gáp lên. Xong phim. Cây lũa này khoảng 400-500 ngàn. Cây này chắc khoảng 700 ngàn, là triệu mấy thì phải á. Ok, bye bye mọi người nha.